thì đúng là bao nhiêu những cái nguy hiểm đấy mình thấy xứng đáng. Chụp ảnh với anh em là thấy muốn là chụp rất là nhiều. Mùa vàng là từ mà nhiều du khách kể về những thửa ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10 khi lúa chín. Hàng năm, ngoài lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, mỗi ngày nơi đây đều thu hút hàng nghìn lượt du khách đến trải nghiệm. Tại đèo Mâm Xôi, dễ bắt gặp hình ảnh những du khách người Kinh hóa thân thành những chàng trai, cô gái dân tộc tạo dáng bên ruộng lúa. Khi mà mặc trang phục của những cô gái người Mông thì tôi thấy cảm thấy tôi cũng như là một cô gái Mông thực sự. Và tôi thấy là rất là yêu thiên nhiên ở đây. Kẻ trong Nam, người ngoài Bắc, bất chấp hàng nghìn cây số, ai cũng mong đến đây ít nhất một lần trong đời để chiêm ngưỡng mùa vàng. Khí hậu ở đây thì chắc chắn là sẽ tốt hơn và rất nhiều so với khí hậu ở Sài Gòn. Đấy thì nó chắc chắn ở đây nó không bị ô nhiễm bằng khói bụi nhiều bằng Sài Gòn. Du lịch có giá trị ở những vùng này là giá trị thiên nhiên và hoang sơ. Nên là muốn mà duy trì phát triển hơn nữa thì cái điều quan trọng nhất là phải duy trì những giá trị nó đang có, giữ những cái giá trị thiên nhiên nó đang có và làm sao để cho con người xung quanh ở đây ý thức hơn và nâng cao hơn về cái giá trị của chính mình đang có và cùng chung tay vào sắp xếp vào những cái quá trình hạ tầng hoặc là dịch vụ xung quanh để làm sao cho người dân đến đây, những người du lịch đến đây gặp nhiều tiện lợi hơn. Là một trong những huyện nghèo của tỉnh Yên Bái, song Mù Căng Chải được thiên nhiên ưu đãi bởi hệ thống các ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Nơi đây có hơn 2.500 hectare ruộng bậc thang tập trung tại các xã La Pán Tẩn, Chế Cù Nham, Dế Su Phình. Ruộng bậc thang là sản phẩm của kinh nghiệm trồng lúa nước lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Trước đó, năm 2007, nơi đây được công nhận là danh thắng quốc gia bên cạnh Hoàng Su Phì Hà Giang và Sapa Lào Cai. Thật sự, đó là một niềm vui sướng và cảm thấy nó thật là tuyệt vời. Việt Nam mình còn có rất là nhiều nơi đẹp và Mù Căng Chải, mùa vàng ở đây là một trong những điều như vậy. Thì mình rất là tự hào vì đất nước mình quá đẹp, đúng không? Mình đất nước của mình từ xa xưa mà những cái người ta bằng những cái thủ công người ta tạo lên một cái bậc thang như thế thì nó quá tuyệt vời mà chỉ có Việt Nam mới có, thì còn các nước không có. Đây Tú Lệ mùa nếp chín cốm mới thơm nức từ gió tạt về. Kia La Pán Tần những chàng trai cô gái trao nhau nụ cười duyên. Sự cần cù của người Mông đã tạo nên một kỳ quan giữa đại ngàn Tây Bắc.